khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 52. Mưu lược thâm sâu của Trung Quốc. Bây giờ chính Trung Quốc đang lật ngược ván bài. Bắc Kinh dùng con cờ Nga Xô để cân bằng sức mạnh của Mỹ tại Á Châu. Việc Bắc Kinh xích lại gần Moscow là một chủ đề đang được truyền thông thế giới rất quan tâm. Vì vậy, nhiều người lo ngại về sự nguy hiểm của cái trục quyền lực Trung Xô đang hình thành. Cho nên, 40 năm sau, ta mới thấy cái giá mở cửa Bắc Kinh một cách vội vàng nó đắt đỏ như thế nào. Hai ông Nixon, Kissinger đã đơn thương độc mã, làm mọi việc trong vòng bí mật, không tham khảo với chính phủ, quốc hội, để tính toán cho kỹ lưỡng và cẩn thận từng bước, làm sao cho có đi có lại trong tiến trình đảo chiều chính sách và làm sao để tránh được cái cảnh gậy ông đập lưng ông. Trong những cuộc họp kín tại Bắc Kinh thì kể cả chính ông William Roger, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng không được tham dự. Với sức mạnh quân sự và kinh tế lớn lao, ngày nay Trung Quốc đang nổi lên như một con rồng ở Á Châu Thái Bình Dương. Cái nguy chính là Hoa Kỳ cũng đang bị đe dọa. Một bước lùi, hai bước tiến, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nhún nhường lùi lại một bước, để ngày nay Chủ tịch Tập Cận Bình tiến lên hai bước. Mưu lược của Trung Quốc thật là thâm sâu. Chương 25. Mở tung hai lối vào Biển Đông, mật điện về trận Hoàng Sa. Tại sao ngày nay Trung Quốc có ưu thế ở Biển Đông dễ dàng như vậy? Một trong những lý do là vì cửa vào vùng này đã được rộng mở từ 40 năm trước rồi. Năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa không phải chỉ là để tìm dầu lửa, mục đích xa hơn, còn là để thử xem Hoa Kỳ có phản ứng gì không sau khi đã rút khỏi miền Nam, nơi đã từng là tiền đồn ngăn chặn Trung Cộng. Hoa Kỳ không phản đối gì, lại còn nói rõ để cho Trung Quốc biết là lực lượng quân sự Mỹ không có dính líu gì vào vụ này đâu. Chuyện lạ là Bộ Ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Henry Kissinger còn khuyên can Tổng thống Thiệu đừng đụng độ với Trung Quốc về mấy hòn đảo. Một điều mà 40 năm sau, chính tác giả cũng mới biết. Trước Hoàng Sa, một cái chốt ở phía Bắc, eo biển Đài Loan, cũng đã được khai thông. Như vậy là Bắc Kinh có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ cần mua thời gian để chuẩn bị cho tới khi nào thật mạnh mới ra tay. Người dân chài làm ăn thường thường là cần cù, lương thiện. Nhưng khi người lính đội lốt dân chài lẫn vào ngư dân đi đánh cá thì thật là nguy hiểm. Dù đánh cá ở Scarborough, Kinsaku hay Hoàng Sa. Vào tháng 2 năm 1959, thuyền Trung Quốc đưa người vào đánh cá trên Hoàng Sa. Không biết là dân chài thật hay dân chài giả, Tổng thống Diệm cho lệnh bắt giữ rồi trục xuất ra ngay. Bộ Ngoại giao Mỹ dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Porter Dunn không e ngại Trung Quốc trả đũa, cũng không ngăn chặn Tổng thống Diệm. Tới năm 1974, ngư thuyền Trung Quốc lại quay về Hoàng Sa, nhưng lần này thì có chiến hạm đi theo. Tổng thống Thiệu ra lệnh mời những tàu này ra. Khi chiến hạm cứ tiến vào, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa khai hỏa. Trận chiến kéo dài một ngày, thấy Biển Đông khói lửa, Bộ Ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Henry Kissinger liền can ngăn Tổng thống Thiệu hãy ngừng lại, đừng đụng độ với Trung Quốc thêm nữa. Câu chuyện đáng buồn này thì tới bây giờ chính tác giả cũng mới có được văn bản chính thức để biết rõ chi tiết. Như vậy thì hóa ra ý nghĩa của trận Hoàng Sa thật sâu xa, về thực tế là để bảo tồn lãnh thổ. Nhưng về mặt nguyên tắc, nó phản ánh một cố gắng hoàn toàn ngoài sức mạnh của Việt Nam Cộng Hòa để ngăn chặn Trung Quốc khỏi tràn xuống Biển Đông. Chiếm được Hoàng Sa xong, không thấy Mỹ phản ứng gì là Trung Quốc nhẹ nhõm, yên tâm chuẩn bị.
Ngày nay thì Trung Quốc đã thật mạnh nên có thể cho cả ngư thuyền, cả chiến hạm ra vô vùng lưỡi bò một cách tự do, rồi đem cả giàn khoan khổng lồ tới Hoàng Sa để khai thác dầu lửa, điều công binh tới Trường Sa để xây dựng đường bay, chẳng cần để ý tới hải phận hay công ước luật biển hay vùng đặc quyền kinh tế hay nguyên tắc hành xử. Khai thông hai lối vào Biển Đông qua ngã Hoàng Sa. Quân đội Mỹ vừa rút đi xong, Trung Quốc đã muốn tìm hiểu xem thực sự Mỹ có can thiệp trở lại hay không. Washington có thay đổi lập trường ngăn chặn Trung Cộng hay không? Đó là một lý do trong những lý do dẫn tới biến cố Hoàng Sa ngay đầu năm 1974. Đây là cảm tưởng chúng tôi có được sau khi hàn huyên với Tổng thống Thiệu về biến cố này. Thừa lúc miền Nam mất hẳn sự yểm trợ của quân lực Mỹ, lại sắp hết cả viện trợ, Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa. Nhưng dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn chống trả. Ngày 18 tháng 1, ông Thiệu bay ra tận Đà Nẵng, lấy giấy ra viết tay thẳng cho Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Trên đầu trang ông viết, chỉ thị cho tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Thứ nhất là tìm đủ mọi cách ôn hòa, mời các chiến hạm Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, nếu họ không thi hành được thì nổ súng cảnh cáo trước mũi các chiến hạm này. Và nếu họ ngoan cố thì toàn quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Viết lệnh xong, ông Thiệu cất giọng. Anh Thoại, đến đây và đọc trước mặt tôi đây, có gì không rõ ràng thì cho tôi biết ngay từ bây giờ. Dù bị mất Hoàng Sa, nhưng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã gây tổn thất lớn cho đối phương như nhiều nguồn đã đề cập. Theo ông Thoại, thì hộ tống hạm Kronstadt 274 của Trung Quốc bị bắn chìm. Vì tàu này là soái hạm nên hầu hết bộ tham mưu đều tử trận, gồm cả đô đốc Phương Quang Kinh, tư lệnh phó của hạm đội Nam Hải. 4 đại tá, 6 trung tá, 2 thiếu tá, 7 sĩ quan cấp úy và một số đoàn viên. Ngoài ra, trục lôi hạm số 389 và số 396 bị hư hại nặng. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 bị bắn chìm. Chỉ huy trưởng Ngụy Văn Thà cùng với 24 chiến sĩ tử thương và 26 mất tích. Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 bị hư hại với 2 tử thương. Tuần Dương hạm Hàn Bình Trọng HQ-5 bị hư hại với 2 tử thương. Tuần Dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16 chịu 1 tử thương và 14 chiến sĩ trôi dạt trên xuồng cao su về Quy Nhơn. Ngoài ra, còn 2 nhân viên người Nhái tử thương trên đảo và 28 quân nhân bị bắt làm tù binh. Có tin là ông Mao Trạch Đông đã cho tới hơn 40 chiến hạm đến vùng biển Việt Nam để làm lá chắn cho Hoàng Sa sau ngày đánh chiếm. Sau hải chiến, Tổng thống Thiệu ra lệnh cho không quân oanh kích phản công. Khi chúng tôi hỏi Tổng thống Thiệu về trận này và nhắc lại là đầu năm 1974, ông có chỉ thị phải báo cáo cho thật trung thực về tình hình viện trợ Mỹ, chúng tôi đã trình bày là về tiếp liệu, quân nhu và quân cụ thì chúng tôi không biết rõ, nhưng về ngân sách dành cho Việt Nam thì sắp hết rồi vì Quốc hội Mỹ đã bắt đầu cắt xén rất mạnh tay. Rồi hỏi ông là tại sao ông biết đã đến lúc cạn kiệt rồi mà vẫn còn chống cự cả Trung Quốc? Ông không trả lời thẳng nhưng suy nghĩ giây lát rồi lẩm bẩm. Chúng tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại khái ông nói. Tôi còn định đi thêm bước nữa rồi lắc đầu. Thấy ông có vẻ ưu phiền, chúng tôi nói sang chuyện khác. Sau này mới nghe là sau trận hải chiến ở Hoàng Sa, Tổng thống Thiệu đã ra lệnh cho không quân Việt Nam Cộng Hòa oanh kích để phản công, nhưng rồi lệnh được rút lại. Tại sao như vậy? Ngày nay thì ta đã có câu trả lời bằng văn bản. Trước hết, về lệnh cho không quân ra khơi để phản công, thì chúng tôi có phối kiểm với Đại tá Nguyễn Quốc Hưng, Phụ tá Tham mưu phó Hành quân, Bộ Tư lệnh Không quân, phụ trách toàn bộ 19 phi đoàn khu trục của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã xác nhận là đúng và kể lại nhiều chi tiết, tóm tắt như sau. Vào 8 giờ tối ngày 19 tháng 1 năm 1974,
Tư lệnh không quân nhận được mật lệnh của Tổng thống phải dùng phản lực cơ chiến đấu siêu thanh F-5E để oanh kích phản công địch trên đảo Hoàng Sa. Ngày hôm sau, đoàn phi công đã cất cánh hai lần để ra khơi, một lần vào buổi trưa và một lần vào buổi chiều, mỗi lần gồm hai phi tuần. Nhưng vừa bay được một khoảng trên 100 dặm thì nhận được đặc lệnh phải quay trở về đáp và hủy bỏ ngay các phi vụ không kích này. Lý do là đệ thất hạm đội yêu cầu ngừng kế hoạch oanh tạc và nhấn mạnh rằng sẽ không có yểm trợ trong trường hợp bị phi cơ của Trung Quốc từ Hải Nam lên không chiến và cũng sẽ không có cứu vớt nếu bị bắn rơi. Trong số những quân nhân tham gia phi vụ không kích này, số nhân chứng còn sống hiện nay thì ngoài ông Quốc Hưng hiện ở Salem, Oregon, còn có các thiếu tá Phạm Đình Anh, California, Đàm Tường Vũ, Arizona, Viết Quý, California và Hồ Văn Dầu, Las Vegas. Mật điện ngày 19 tháng 1 năm 1974 can ngăn Tổng thống Thiệu về việc đệ thất hạm đội Mỹ ở ngay gần Hoàng Sa nhưng không yểm trợ khi Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu thì Bí thư Hoàng Đức Nhã đã nói đến rất rõ ràng. Nhưng còn một chuyện lạ lùng khác, đó là vào ngày 17 tháng 1 năm 1974, ngày 18 tháng 1 giờ Sài Gòn, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Kissinger lãnh đạo đã gọi điện cho Đại sứ Martin ở Sài Gòn và nhấn mạnh ý muốn của Bộ là tình hình phải được hạ nhiệt. Tài liệu này được giải mật ngày 30 tháng 6 năm 2005. Dĩ nhiên là ông Martin phải thi hành ngay và đã cố vấn ông Thiệu. Ngày hôm ấy chính là ngày Tổng thống Thiệu bay ra Đà Nẵng để ra lệnh chống cự Hải quân Trung Quốc. Cùng ngày, Đề đốc Lâm Ngân Tánh, Tư lệnh Phó Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, bay ra Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải tại Đà Nẵng để chỉ huy lực lượng tham chiến tại Hoàng Sa. Ngày 19 tháng 1 là ngày có trận hải chiến. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi mật lệnh can ngăn Tổng thống Thiệu đừng đi thêm bước nữa. Bức điện đó như sau. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, người gửi Ngoại trưởng Washington DC, nơi nhận Tòa Đại sứ Sài Gòn, mật điện Bộ Ngoại giao 012641. 1. Xung đột quân sự tại Hoàng Sa đã đưa đến thương vong cho Việt Nam Cộng Hòa với hai chiến hạm bị tên lửa STIX của Trung Quốc bắn chìm. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có yêu cầu Mỹ giúp tìm kiếm và cứu vớt các nạn nhân. Tình hình thêm phức tạp vì báo cáo là trên đảo do Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng lại có một nhân viên dân sự Mỹ làm việc cho văn phòng tùy viên ở Đà Nẵng. Chúng tôi không hiểu tại sao người này lại có mặt ở đó. 2. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Bộ Quốc phòng ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ tránh khỏi khu vực này. Hai ngày trước đây, 17 tháng 1, chúng tôi có bàn luận với Đại sứ Martin qua điện thoại và bày tỏ ý muốn của chúng tôi là tình hình phải được hạ nhiệt. 3. Thông báo của Bộ Ngoại giao gửi cho báo chí về vụ này sẽ nói theo những điểm như sau. Chính phủ Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong việc tranh chấp Hoàng Sa, nhưng hết sức mong muốn là sự tranh chấp phải được giải quyết trong hòa bình. Lực lượng quân sự Mỹ không dính líu gì vào xung đột này. 4. Chúng tôi đang yêu cầu Tòa Đại sứ ở Sài Gòn cố vấn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ nên có những hành động tối thiểu để tự vệ và để cứu vớt nạn nhân và người nhân viên Mỹ ở trên đảo, nhưng làm tất cả những gì có thể để tránh đụng độ trực tiếp thêm nữa với lực lượng Trung Quốc. Việc mà Việt Nam Cộng Hòa hay chúng ta không cần chút nào trong lúc này là đụng độ giữa Trung Quốc và chính phủ Việt Nam về mấy hòn đảo, dẫn tới vai trò bất chấp của Trung Quốc trong cuộc chiến Việt Nam. Khẩn mật. Về phản ứng của Mỹ và mật điện ngày 19 tháng 1 năm 1974, ta có thể nhận xét như sau. Vừa biết tin dục dịch là Tổng thống Thiệu đang sửa soạn ra lệnh chống trả chiến hạm Trung Quốc là Bộ Ngoại giao đã can ngăn ngay.
Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Mỹ tìm kiếm và cứu vớt các nạn nhân trên biển. Ngoài số tử thương, còn 68 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị mất tích và bị bắt làm tù binh, nhưng bị từ chối. Đã không yểm trợ chiến đấu, đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ tránh né khỏi khu vực giao tranh, lại còn tuyên bố rõ ràng là chính phủ Mỹ không đứng về phe nào trong việc tranh chấp Hoàng Sa, và xác định cho Bắc Kinh biết là lực lượng quân sự Mỹ không dính líu gì vào vụ xung đột này. Không đứng về phe nào thì tại sao lại khuyên can chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hãy hạ nhiệt, chỉ hành động tối thiểu để tự vệ và để cứu vớt các nạn nhân thôi, nhưng làm bất cứ những gì để tránh đụng độ thêm nữa với lực lượng Trung Quốc về mấy hòn đảo. Ông Kissinger đã quên rằng chính ông đã từng soạn thảo lá thư để Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu trước khi ký Hiệp định Paris, nói đến lập trường là nền tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn là mục đích tối cao của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thư ngày 17 tháng 1 năm 1973. Như vậy là một cửa vào Biển Đông đã bắt đầu được mở rộng từ 40 năm trước. Từ năm 1960 tới năm 1973, Trung Quốc chỉ cho tàu đi tuần tiễu vùng biển giữa quần đảo Hải Nam và Hoàng Sa, trung bình khoảng 5 lần một năm. Ngoài Hoàng Sa, lại còn cửa thứ hai là eo biển Đài Loan ở phía trên. Qua eo biển Đài Loan. Sau khi ông Mao Trạch Đông chiếm được Trung Hoa lục địa, vào tháng 10 năm 1949, Hoa Kỳ nhất quyết bảo vệ độc lập của Đài Loan hay nước Cộng hòa Trung Quốc, cũng như nhất quyết ngăn chặn Bắc Kinh khỏi lấn chiếm Đông Nam Á, lý do việc nhảy vào miền Nam. Bởi vậy, mỗi lần Bắc Kinh đe dọa eo biển Đài Loan như vào năm 1954, 1955 và 1958 thì Mỹ phản ứng rất mạnh, như đề cập trong chương 28. Nhưng từ năm 1971 thì khác. Mùa hè năm 1971, Kissinger bí mật đi Bắc Kinh và trong dịp này đã cho Trung Quốc biết là Mỹ không còn ủng hộ một Đài Loan độc lập nữa, có nghĩa là Đài Loan sẽ chỉ là một khu vực của Trung Quốc và như vậy Mỹ sẽ hết bảo vệ khu vực này và sẽ rút hạm đội và các phi đội ra khỏi nơi đây. Mời độc giả theo dõi cuộc đối thoại giữa hai ông Chu Ân Lai và Henry Kissinger. Ngày 29 tháng 7 năm 1971, Thủ tướng Chu Ân Lai: thái độ của chính phủ ngài như thế nào về cái gọi là vận động cho Đài Loan độc lập? Cố vấn Kissinger: Đài Loan? Không, không đâu, chúng tôi không ủng hộ phong trào ấy. Chu Ân Lai: ông thì nói là không, nhưng còn những thành phần khác của chính phủ Hoa Kỳ như CIA, Ngũ Giác Đài thì vẫn ủng hộ. Kissinger: nhiều người trên thế giới hay phóng đại khả năng của CIA, thí dụ như có hai nước ở Á Châu có cách mạng trong 10 năm qua, đó là Indonesia và Campuchia. Ở cả hai thì chúng tôi đâu có CIA. Nhưng thôi, tôi nghĩ cứ để cho CIA bị tiếng xấu như vậy thì cũng có lợi chút ít cho chúng tôi. Phía ông Chu phá ra cười. Chu Ân Lai: có phải điều ngài vừa nói với tôi là cả chính phủ lẫn Tổng thống Hoa Kỳ không ủng hộ bây giờ và sẽ không ủng hộ lập trường gọi là Đài Loan độc lập? Kissinger: trong một năm rưỡi nữa, chúng tôi không thể nào chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là chính phủ duy nhất của Trung Quốc được, là vì nhân dân, quốc hội và phần lớn chính phủ Mỹ còn ủng hộ Đài Loan. Lời tác giả: nhưng chúng tôi sẽ ngăn chặn những yêu sách mới, thí dụ như phong trào độc lập Đài Loan là điều chống lại tiến trình mà Thủ tướng và tôi đang thảo luận, thì chính Tổng thống Nixon sẽ xác định lại với Chủ tịch Mao. Tháng 8 năm 1971, sau cuộc họp của Kissinger tại Bắc Kinh, Mỹ tuyên bố hủy bỏ việc chống Trung Quốc gia nhập Liên Hiệp Quốc. Tháng 10, Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu 76 phiếu thuận, 35 phiếu chống và 17 không bỏ phiếu, việc đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc và chấp nhận chính quyền Bắc Kinh là chính phủ đại diện Trung Quốc tại tổ chức này.
Tháng 10 năm 1971, Mỹ rút khu trục hạm của đệ thất hạm đội ra khỏi eo biển Đài Loan. Tháng 2 năm 1972, Tổng thống Nixon thăm viếng Bắc Kinh. Sau cuộc họp Nixon-Mao tại Bắc Kinh, một thông cáo chung gọi là Thông cáo Thượng Hải được tuyên bố gián tiếp quy định việc Mỹ rút toàn bộ khỏi Đài Loan là mục tiêu cuối cùng và sẽ từng bước giảm cả quân đội, cả những căn cứ Mỹ tại Đài Loan khi sự căng thẳng trong vùng bớt đi. Những quy định khác bao gồm việc cả hai nước đều phải tránh việc áp đặt sự bá chủ của mình trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Như vậy là Bắc Kinh hết lo ngại về Mỹ. Nhưng còn Liên Xô thì sao? Bắc Kinh cũng không còn phải e ngại vì sẽ có hậu thuẫn của Mỹ. Thông cáo tiếp, mỗi nước sẽ chống lại việc bất cứ nước nào hay nhóm nước nào muốn bá chủ nơi này. Tháng 11 năm 1973, sau khi hạm đội quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam và đệ thất hạm đội cũng đã đi thật xa, trong chuyến Kissinger đi Bắc Kinh, Thủ tướng Chu Ân Lai cự nữ về việc một tuần dương hạm của Mỹ tên là thành phố Oklahoma lại đi qua eo biển Đài Loan cách lục địa chỉ có 25 cây số. Mời độc giả nghe ông Kissinger đã xin lỗi ông Chu như thế nào. Ngoại trưởng Kissinger: Tôi có một số trả lời cho những câu hỏi ngài đặt ra hôm qua. Thứ nhất, về chiến hạm Oklahoma City. Thủ tướng Chu: Bây giờ nó đã đi vào tới Hồng Kông rồi. Ngoại trưởng Kissinger: Đúng vậy. Tôi muốn nói rằng ít nhất cũng có một lần ngài đã sai lầm khi nói với chúng tôi những chuyện này, nhưng ngài đã nói đúng và không có câu trả lời nào khác ngoài việc đây thật là ngu đần. Trước khi sang đây, chúng tôi đã cấm chỉ máy bay của Mỹ không được bay tới bất cứ chỗ nào gần Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã quên không bao gồm cả chiến hạm của Mỹ nữa. Bởi vậy, tôi chỉ có thể xin lỗi ngài. Thật là bajist. Nó là việc hợp pháp vì tàu bè chưa bị cấm, nhưng ngu đần. Thủ tướng Chu: Chính quyền Đài Loan đang quảng cáo việc này. Ngoại trưởng Kissinger nói với ông Winton Lốt: Ta có thể tìm hiểu xem tại sao họ biết chuyện này không? Thủ tướng Chu: Chúng tôi biết được là qua chính quyền Đài Loan, chỉ sau khi họ nói về sự việc này thì chúng tôi mới biết. Ngoại trưởng Kissinger: Tôi chỉ có thể nói rằng đây thật là ngu đần. Khả năng về sự ngu đần này là vô hạn. Tôi không thể nghĩ ra sự ngu đần mới nào nữa mà người ta còn đang nghĩ tới. Độc giả lưu ý là chỉ trong có vài câu mà ông Kissinger đã dùng chữ ngu đần tới 4 lần để nói về việc tàu Mỹ đi vào eo biển Đài Loan. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.